Okay, I have a finished paint this picture and now I've been coloring for this. Now let's continue with me.
No, it's cold, but we know that once it's one storm. My little wound is from wanting to turn. Throw, jump, and play in the snow. We have created a league for athletes for playing in the snow. There are some games I have listed. I have listed. A bird. But I want to introduce you to some more games. Say it, bring the snow inside. It may look pretty outside, but sometimes the weather is too brutal. In the snow, essentially in the snow, and I surely have a fun. Have a bit of condolence cover hunt. You have to hide something in the snow and give your little ones clues on how to find them. The fun doesn't have to stop just because there's snow on the ground. Check out some more fun ideas. Ideas perfect for snow days.
Except for being the snowman, you can make it bigger by constructing a snow castle. You can have a contest to see who can build the most haunted place in short time frame, or make it a family endeavor and engineer a larger than life retreat. Use the same moves as for making sand castle at the beach, or gardening items like shower, spade, hockeys, and blenders to dig and shed the snow. Shed less twice in a day of tree in each hole. You can make something more scattered is making a snow monsters. They are more fun than the basic snowman and even easier to create. Pick up a bunch of glow sticks from a dollar store. Then get the outdoor gear on and make big balls of snow just before dusk. Poke through holes for the monster's eyes and place a lit up glow stick in each hole. Depending on the twine you get, you may need to do more than one per eye. Cover the hole lightly with snow so you can still see its glowing eyes. Okay, I have finished painting this picture and now I will start to cut this. Thank you.
you have ever tried ice skating? If you don't like doing something, some activity, I have introduced you a bar. You can only go to the snow place and play do ice skating. It is safer for the adult. And some activity I have introduced is more suitable for the children. Because it is easier and safer to play.
Alo. Đang ở nhà. Đang ở bên trọ. Bên trọ bên trọ. Trọ. Vào không? Để á. Nhưng mà không. Chiều nay có đi đâu không? Chiều nay không. Có, bây giờ vào. 301. 301 Trường Chinh nhá. Ăn gì chưa? 301 Trường Chinh. Ừ, nhưng mà ăn gì chưa để con biết lối đi chợ nào. Rồi rồi. Chưa ăn gì cả. Phải đi chợ đã. Đi chợ đi. Ừ, sáng nay ngồi. Nhá. Ừ, sáng nay ngồi quay cũng lười chưa muốn đi. Bắt đầu. Hình EXO. Cháu biết. Cái này buổi tối có nhận diện không bảo? Hôm trước đeo khẩu trang mới nhận được. Thế nhưng mà đúng một lần thôi, một lần duy nhất thôi. Yeah. Có. Có người đã bị chết. Đồ má. Má anh chưa có lương. Trời ơi. Shut up. Stop. Vâng, đang ngồi đây. Shut up. You can. Mãi không có lương. Đăng ký hay tối nay ăn vịt. Ừ, gì cũng được. Ở gần đây có quán thịt ba tư không? Không có một quán thịt. Google. Lại đọc tiếng Anh đi ngộ. Some people can có nè. Can send kit on a treasure hunt. You may be give kids a nature based list of what to look for, like high corn, berries, acorn, bird feathers, or whatever they might find in your yard. You can even give it a team by hitting toys outside for kids to find. We have done scavenger hunts for frozen finger, dinosaurs, and don't house furniture. Here's another idea. Freeze color water into ice cube, then hide them around the dark for kids to find. Ngon lắm à? Đi, mình phải mua cái lược đi luôn. Đau lắm. Vẫn đau. Sợ là đánh đàn. Đau thì đau. Ừ. Bé hai cái ba này. Đẹp sợ vâng. Ở cái hộp vừa đau đau ấy. No. Bar. Brown nhỉ, à borrow, borrow box. Quên borrow là mượn chứ. Another activity is when a fat tire bike is known as fatties.
These bicycles are outfitted with wide tire and black tread that can handle snowy roads and trains. And while there are prices to buy, many bicycles, carries, and mountain biking areas rent them. Bikes with fat tires ride a bit differently than regular bikes, pretty much the equivalent of running in the sand. In the sand. So you wish that definitely get a workout. But they are unique in that they can roll over almost anything. Trust me, my kids have a try. Have a try. Try your best. Try the best. I haven't tried. Keep nói như này thì. What? What are you saying? 11 fun activity for when winter weather track down. Hold it up. Nó liên tục không ngừng nghỉ 20 phút nữa. Bây giờ đang đang quay về cả về cái topic là nêu quan điểm của bản thân về một cái vấn đề này. Giả sử như ta lựa chọn topic liên quan đến language, đó xong rồi anh ấy cho ta một list dài, đó xong rồi. Xong cứ vậy nói rồi. Không anh có kịch bản sẵn cho ta nói. Oh my god. Nhưng I have nothing. Nhưng mà ta không cần phải sửa lại cái kịch bản đấy. Thế cho nên sườn cơ bản là có hết rồi. Nhưng mà nói như tôi thì mệt lắm. He give me all his money. Cái gì đấy, hôm đi họp. À không phải hôm họp, nói chung là hôm đầu tiên anh ấy dạy làm này nè. Anh ấy bảo cứ 3 phút nói một lần. Nhưng mà lúc đấy chả biết mình vẽ cái gì nên chẳng có kịch bản, chẳng biết gì. Nói chuyện bây giờ thì sao? Nói thì cứ nói thì thôi. I'm cutting móng tay. I'm cutting my móng tay. Cutting the nail. Nail à? Nail. 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 Ây. Nail. Không phải ây à? Không. Nail. À, e bẹt. Vừa A vừa E. Nail. Bỏ đi. Giống như cho anh. Elsa, do you want to be a snowman? Phần tiếp là cái gì? Do you want to be a snowman? 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 Elsa đây. Elsa. Do you want to be a snowman? Cái gì? Hay mà đúng không? Let it go, let it go. Không. Bài gì? Bài gì đấy? Thôi, mở bé đấy không đánh bản quyền bây giờ.
Năm lúc ngồi muốn hát cực, nhưng khi mẹ cứ không dám hát. I'm a big, big girl, big, big one, not a big, big thing. If you leave me, I'll be so, 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 so. Móng dài nhanh nhỉ? Bây giờ tí với em kêu cái kẹp tay cặp tóc vàng. Ừ, bên giờ cũng có rồi. Ừ. Phim của anh ấy không hot lắm nhé. Phim gì? Có nghe. I want say thank you to you. Because I don't want. Keep doing it. What? Keep doing it. What? I'm so angry. Go away. Go. I'm so angry. I got it. Angry. Mình gọi có quả rất là ngon, rất là có quả chua rất là. Cái này ăn tạm được. Hôm trước mẹ mua cái loại mận mận, cũng là mận tách hạt nhưng nó màu, nó cũng nhìn giống như cái mận hậu ấy. Nó hơi xanh xanh, hơi tím tím, ăn thấy ngon hơn. Mua cái gì cho chê nhưng mà cái gì cũng ăn. Mình cho mấy hôm đầu tiên tôi quay bằng MacBook. Mẹ thì lại lung linh sống động. Mac à, MacBook á? Ừ. Xong mấy hôm sau anh ấy cho dùng cái con giống như kiểu HP, mà HP dòng cũ giống như kiểu máy của Duyên ngày xưa ấy. Ừ. Thế là dòng to hơn thôi, xong thế là hình ảnh xấu cho. Giống Phương mấy buổi đầu chứ. Ta nói gì? Chết rồi, dạo này quay này chẳng tô tí son, chẳng tô tí môi đâu có vào. Trông như con chết trồn. Mình có hay đánh son đâu mà do môi mình vẫn thâm được. Hay do sắc tố môi. Nói á, cơm ra ăn có nhờ. Nó vẫn còn. Ăn cái gì đi. Phở rồi à? À không có nước. I don't want to eat pho. What? Phở is so ngon. À, phở is so delicious. Delicious. Đi chứ. Delicious. 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 Do you like pho? Just a little. Why?
here is instant rice noodles with flavor. Hả? Lấy thì lấy mà không lấy thì lấy. Đã ăn thử nước dưa hấu với lại soda rồi. Rồi nhưng mà không ngon. Trời ơi, ấy đúng rồi, mình sợ đi mình sinh đi ngoài. Cô ấy là kiểu sợ đi ngoài. Hết rồi. Vừa thấy thơm sao? Tối hôm qua không biết nhà hàng xóm nào thì nó thơm. Tôi cứ đứng ở ngoài này tôi chụp này. There are some activities like go ice bowling. Turn your driveway into a lane, freeze 10 bottles of water. Be sure to leave room at the top for water to expand and a water film balloon. Once the beans and bowl are ready, set up the oven. Screen occupy kids for hours and keeping score gives them a little math practice as well. Feed the birds, string, cranberries, popcorn. Popcorn and cereal onto a fishing line. Cereal onto a fishing line. Gallon. To attract and nourish the feather cranes. Nourish. Or snowboards. I'm trying my best to finish cutting and then I will start to make the appointment. Ở trong dịp 34 là Vĩnh Tuân ở đường Nguyễn Trãi. 24. Vịt đấy ngon à? Vịt 34 là của nước 34 đấy. Dò đi. Cái đầu đi. Cái đầu nó. Bây giờ ăn cái gì được? Ủa, mẹ bà thật trẻ vãi. Mẹ nó trưởng luôn. Thứ hai chị em luôn ạ. Là cũng đúng. Có những người lão hóa ngược. Chưa mua được bao nhiêu người em à? Không mua, chứ không chưa mua. Lười. Kiểu là một cái cả lũ nắm tay nhau chạy một quanh trái đất này. Người ta đang làm là chơi với tuyết. Nghe chơi với tuyết à? Ý là bởi vì mùa hè quá nóng đi. Tận dụng đơn cái luôn, chạy mua chụp bọc mua máy cho đất. Do you want to be a snowman? Con rồi. À sao? Hả? Con rồi, con rồi, con rồi, con rồi, con rồi. Con rồi á? Rồi to. Fly. Rồi trâu. Nghe như con rùa. There is a huge fly room. Mùa này là mùa rang cái gì này? Nhưng mà quay cái chung lòng mềm quá ta thích. There is a fly in the room. Nhớ sửa hay chưa? Chưa sửa. Ủa cái đây có gì mà phải sửa?
Do you wanna be a snowman? No. No. Do you wanna be a snowman? Shut up. Bạn có thông báo số dư. Shut up. Bao nhiêu? How much? Tối nay Big City siêu đãi chị em chúng ta món gì? Ba thứ. Wow. Tháng này được hẳn 2.9 triệu. Tuyệt vời. Tuyệt vời. Rồi. Tôi tháng này được 400.000 tiền đi dạy ạ. 400. Vời, thế là có lương, thế có lương. Tháng 2 tuổi đóng 3 triệu tiền nhà. Mình đôi hoàn 1.2 triệu thì tôi mình đôi 3 triệu tiền nhà. 2 triệu 8. À đâu 1 triệu 8, có 1 triệu 8. Cơ bản là bị điện nữa mà, điện 1 triệu mà. Do you want to be a snowman? No.